ra. Ơ sợ tới giờ luôn, rén luôn. Xong bây giờ mấy nay bà toàn mơ là bà mơ bà bị chén các ông ạ. Thế xong bọn bà vào chứ, chả hiểu chén chủng cái đéo gì, ngửi thấy cả mùi rượu. Éo ôi ghê, bỏ mẹ em được. Đi bẻ đất nấu cơm nói thì nhớ được. Ok, thế thì lỗi tôi đã quá tham lam rồi. Sorry. Thế là lỗi tại tôi, xin lỗi nhá. Thì đấy là mỗi lần tôi kể câu chuyện thì mọi người nghe xong ý, câu chuyện có nhạc thì mọi người nhất định mọi người phải comment cho tôi một câu là ui, thế cửa á mít, éo ui sợ thế nhở. Ui, vãi trưởng, người yêu cũ tôi cũng bị như thế, có vong theo. Đấy, tôi bảo mà. Xong hôm nay nhá, ôi rồi lại cầm cái pot. Hôm nay bà lại mơ. Sao mặt em ác vậy? Thế thì chắc là tại em chưa bật filter đấy. Đợi em tí em bật filter cho đỡ ác. Lỗi tại em. Đợi chút. Nào bật cái filter nào, trông mặt nó đỡ ác nào, trông nó hiền lành nào. Đây. Xoài. Ờ xong lại còn không phải một lần nữa, mà là còn nằm mơ mấy lần liền. Thế thì các ông nghĩ là có vong theo không? Chắc chắn có vong theo. Mà thằng này nó chỉ thích hoạt động buổi trưa thôi. Chả hiểu kiểu gì. Đã thấy mít bên Quy Quy. Bên Quy Quy á? Ờ thì em lại bên đấy mà. Mọi người lượn sang, mọi người có chơi, mọi người thấy em là chuyện bình thường. Bi đẹp trai, toàn màu đen. Ở cái background tôi like nó hơi tăm tối nhở. Nó tối như cuộc đời tôi vậy. Ông nào giải vong cho tôi phát. Sợ vãi, mơ gì đéo mơ. Mà mơ thì phải gặp buổi tối chứ. Hai thằng này, em biết thằng này tối thằng này đi bar. Em biết tối thằng này nó phải đi lắc rồi, nên là nó chỉ gặp chị buổi trưa thôi. Còn buổi tối nó phải đi lắc rồi. Thôi đến mong một trả tiền theo. Like lại à chị? Ừ chị lại like. Chị test xem mà chị còn cái gậy, dính cái gậy lúc trưa không. Nhưng mà hết gậy rồi. Bị ăn gậy có 10 phút buổi trưa thôi. Lại còn giống cả Linh Ngọc Đàm. Hôm qua tôi make kiểu khác thì có người bảo tôi giống Bích Phương nhá. Xong rồi có người bảo tôi là giống quả gì nữa nhỉ, quả gì tôi đéo nhớ. Thế hôm nay lại còn giống cả Linh Ngọc Đàm. Tôi nhay răng ra phát là chả giống ai rồi. Ông cứ bảo tôi giống, giống nào được. Mẹ phiên bản limited chỉ có một duy nhất thôi. Nãy vừa tí lại oảng ù em quên mất. Xong em lại dơ dâu lên như thế này. Tí lại mau. Giống xoài non. Xoài này là xoài già. Xoài này là xoài. Xoài gì rồi chứ không phải xoài non. Ai mà đắc tội với bé này thì xin lỗi nhanh đi nhá. Không toang đấy. Bậy. Bậy. Các ông cứ bảo tôi đánh đá. Tôi có đánh đá đâu. Nếu mà các ông mà xem tôi nhiều, các ông mới biết là tôi không hề đánh đá. Ê hay là chị em mình đi xem bói đi, ảnh đi. Chẳng hề trông hiền thế này cơ mà. Hiền lành, dễ thương, dễ gần, dễ mến. Thề luôn, tôi dễ gần kinh khủng luôn. Tôi quá là dễ gần luôn. Ngoại trừ có một thằng ở đây là không bao giờ tao đồng ý kết bạn Facebook. Không bao giờ tao đồng ý, tao hứa. Cái mỏ này cưới về thì phải biết. Cái mỏ này cưới về thì làm sao? Các ông thử cưới tôi bao giờ chưa mà các ông biết cưới về thì làm sao? Các ông có phải kỳ thị. Thế bây giờ cái kiểu nói chuyện của tôi nó như thế rồi biết làm nào. Bây giờ mà nói chuyện nhẹ nhàng kiểu công nghiệp nhá thì lại bảo thôi Mít ơi mày im mẹ em mồm rồi đi. Mày đừng có nói chuyện kiểu công nghiệp như thế nữa. Xong bây giờ tôi nói chuyện thoải mái thì lại bảo tôi đánh đá. Em cháu sinh mà được cái hơi cục. Bực vãi rồi. Đi xem bói không? Đúng anh em viewer không quen với cái giao diện nhẹ nhàng của tôi đâu. Facebook biết là gì, Vũ Cẩm Nhung nha mọi người. Ồ, đáng yêu quá. Ồ, thank you. Ánh đi xem bói không? Hôm nay mẹ em nhà em làm giải hạn đấy. Xong rồi bà em ngồi bên cạnh em bảo mẹ em là mẹ hỏi bà Luyến cho con xem dạo này cuộc sống con nào, cái dạo này con thấy bấp bênh quá. Thế xong mẹ em làm bà Luyến bảo bà em là chứ bà ơi con Mít nó bảo bà xem cho nó cái dạo này cuộc sống nó bấp bênh quá, tí ra nghe xem mẹ em nói gì. Chắc là mẹ em xem ấy, à bà em xem rồi đấy. Thế bói thế thì anh giải vong cho anh lùn ngay. Anh lùn bảo mấy nay toàn mơ ấy với cả là quả nào ấy.
Xong rồi hôm nọ thì mơ là bị nó chén cho, xong rồi ngửi thấy mùi rượu. Thế xong hôm nay lại mơ ấy phát nữa, dậy mệt hết cả người. Nó hiểu kiểu gì cả. Cái bà bảo là chứ, ôi tao dậy tao mệt hết cả người, ẻo. End rồi á, hello Tùng. Mẹ thằng Cường, mày lại vào zoom tàm gì? Té. Lấy kìa. Thôi nha, hạ tông giọng xuống nói chuyện nhẹ nhàng. Hello mọi người vào zoom cho mình xin một follow nhé, em cảm ơn mọi người nhiều. Khung chính của em là 13 giờ hàng ngày ạ, có khi là không like. Cảm ơn mọi người rất rất nhiều. Sáng nay sáng cho dậy kêu mệt. Ê nhưng mà chị có nhìn được mặt không hả Ánh? Ánh ơi chị có nhìn được mặt không? Ôi bà Ánh rồi nhở, bà Ánh có trong zoom không? Đâu rồi? Con vợ thoát mẹ ra rồi. Nghe cứ như thời sự. Ừ, nó không thấy bảo mấy lần gặp không nhìn thấy mặt mà. Cường ơi mày giải vong cho chị Ánh tao cái. Mấy nay chị Ánh tao bất ổn quá. Lâu bốc phét không khác tiến bịp. Tao là em tiến bịp đây, không khác cái gì. Họ hàng xa ba đời, được chưa? Vừa lòng mày chưa? Hôm nọ vừa xem xong không xem được luôn, không xem được luôn đâu á. Chà, mấy nay tôi mới kết nạp thêm một quả phi công hát cho tôi nghe các ông ạ. Nhưng mà tôi lại bị tôi tệ. Tôi lại không muốn nghe em ý hát nữa. Hello anh Khánh, em chào anh Khánh. Cái gì cơ? Nghe thấy bói vong sợ thế. Anh giải vong cho chị Ánh em cái. Mấy nay bà kêu quá. Chiều đéo đặng có một câu chuyện sợ thật. Hay là mai em bảo bà là hay thôi chị đừng ngủ trưa nữa. Lướt top top thế là lại có chỗ nói phét cho vui. Vâng ạ, mời các anh cứ vào mà nói phét thôi, có gì đâu. Rất giải trí. Cái gì nhỉ? Tôi cố làm hài lòng mọi người. Mọi người không thấy lòng tôi, mọi người chỉ thấy hài thôi. Anh chào Nhung. À vâng, em chào anh. Em chào anh Ngọc ạ. Bạn rất cười, tôi đã. Bạn xinh lắm, bạn biết không? Ôi dồi ôi, tôi bật cái filter lên, nó xinh là cái rõ ràng bạn ơi. Tôi cà đến 7749 cái app, nó không xinh thì có mà chết. Đừng ngủ chưa nữa. Ôi, mình lại nói giọng kiểu kiểu rồi. Hello mọi người. Mọi người ơi, mọi người vào zoom cho mình xin một follow nhé. Mọi người mà follow nhiều nhiều, mình hứa là ngày nào mình cũng like hết á. Mình hứa mình không lười nữa. Tháng này mình chăm chỉ, quá chăm chỉ luôn. Người anh em ở đâu? Tôi ở Tuyên Quang không ạ? Đã cả không ngủ trưa nữa. Thì chẳng thế, thế bây giờ nhá. Ngủ trưa thì là mơ bị thằng đấy nó chén đúng không? Thì không ngủ trưa nữa là không gặp. Gì đâu. Em có mà, không có hợp đồng làm sao mà like được anh. Cái hợp đồng ở bên này em mở về cách đây hơn nửa năm rồi. Tối tao xem cho à. Ôi này thế. Anh biết xem bói, tại sao anh không xem cho em gái của anh? Anh xem cho em đi, dạo này em lận đận lắm. Em có hợp đồng bên này mà, nhưng mà em chưa đăng ký để pin top lại thôi. Đây là view kiểu như là mọi người lướt qua mọi người thấy đấy. Nếu mà được pin top thì mới được để lên đầu. Xem chi rồi suy nghĩ nhiều nè. Ê tôi thề với các ông, tôi chưa đi xem bói bao giờ. Bà tôi làm thầy bói lâu lâu bà xem, bà bảo mít có hạn thì biết thế thôi. Chứ chả giờ tôi đi hỏi, tôi hỏi là cuộc sống, đường tình duyên, đường tiền bạc, ABC, EZ của tôi như nào. Tôi chờ tôi đi xem hết. Tôi cũng mê nhưng tôi không tín. À đâu, tôi cũng tín nhưng tôi không mê chứ. Ừ kiểu vậy.
tôi cũng chưa bao giờ đi chùa đi lễ vào mùng 1, mùng 2, cũng chưa bao giờ quay story đi chùa, cũng chưa bao giờ ABC hay như thế nào cả. Tôi luôn tâm niệm một cái là Phật tại tâm mà. Chẳng qua tôi cứ trêu trêu mọi người thôi chứ tôi không xem và tôi không có nhu cầu muốn xem. Vì cuộc sống nó như nào do mình mà. Cái gì đến cũng phải đến thôi. Giả dụ tí mà đi ra đường có ngã xe một cái thì cũng là do mình thôi, biết sao giờ. Đúng, pin top mắt cao lắm. Cái đợt cách đây nửa năm tôi like á, mắt nó pin lên phải được hơn 1.000. Có hôm gần 2.000. Má hoảng hốt đấy, bị cứ như kiểu là hot idol ấy, thì đéo ai tặng quà. Thế đấy, anh bổ cho em quả cau xem em như nào cái. Bổ luôn em một cái à. Cái mồm nó linh tinh. Nhưng mà nói thật mà. Bây giờ cứ bảo hạn xe cộ, nhưng mà nếu mà bản thân mà bị ngã thì cũng phải chịu thôi. Cái gì đến nó cũng phải đến thôi mà. Em toàn nghĩ thế. Ê, nhưng mà không phải là không tâm linh đâu nhá. Nhưng mà năm ngoái ngã xe nhiều lắm. Năm ngoái phải ngã xe tầm 3 lần. Ngã lên ngã xuống. Ngã như chó luôn. Ngã phát sợ luôn. Tối đi uống rượu đấy, em không biết uống rượu. Trời ơi, nghĩ sao rủ mít đi uống rượu trời. Đen thôi, ừ do đen mà, đen thì mới thế, có gì đâu. Mai tôi sẽ chuyển sang mặc một cái áo màu đỏ. Zoom tôi đen quá, đen thù lùi luôn. Đen từ đầu đến đít. Sinh năm bao nhiêu thế? Dạ em sinh năm 2000 ạ. Làm ăn lúc nào tôi cũng thấy, tôi cũng làm phất như diều gặp gió, hạn hết gì vẫn làm. Thôi nói chung là tại mình mà. Này thế thì chứng tỏ do quả bà Ánh, dạo này bà Ánh mà bị ứng ồn, nên là bà mới mơ bị chém. Đúng, chính xác, chứ làm gì có vong. Nhở, đúng không, làm gì có vong. Mít em mấy nay ổn rồi đó. Mít em mấy nay ổn rồi đó. Anh thấy em ổn đó, nhưng mà em có ổn tí nào đâu. Để tí em gọi anh lùn vào, xong anh dọa anh lùn một phát nhá. Cho anh lùn sợ đái ra quần, nó không dám đi ngủ trưa nữa. Mít con kìa. À thằng mít con nhà con chi gì? Ồn quá. Lý do ồn. Ủa lâu sao ồn? Ê nhưng mà con nhà con Chi á, là nó không biết tại sao nhở. Tại sao mà nó cứ đi ra ngoài chơi, đi ra ngoài cổng chơi là nó lại bị ốm. Là bị vong trêu à? Khiếp sợ thế. Hôm nay Zoom tôi có cả chuyện mai anh em ạ. Cảm ơn Linh, em cảm ơn ạ. Em cảm ơn chị, tao giải rồi. Ôi giời đẳng cấp. Thế á? Thế thì bạn set cho tôi cái avatar của bạn cái để tôi xem nhìn bạn có giống người yêu tương lai của tôi không ạ? Hello mọi người, hello Kevin, hello anh Cường, hello mọi người ạ. Thế luôn, sang bên này cái mồm mình nói như cái máy vậy, like bên QQ mồm mình cấp như hến. Vì sao? Vì áp vắng như cái chùa. Nhưng mà mình vẫn phải theo áp ý. Mình vẫn chưa nghỉ được. Các ông cho tôi động lực để like TikTok một cách nghiêm túc nhất có thể đúng không? Bấm follow anh Y bé. Anh vừa bị bồ đá. Anh làm gì mà nó đá anh? Ốm cảm lạnh là vong theo. Ui dồi ôi, thế cơ á. Ui dồi tôi mới biết. QQ là like đâu thế? QQ nó là app ở bên nó là app lậu á mọi người. Thế thôi mọi người đừng thắc mắc về cái app đấy làm gì cả. Anh làm gì mà bị bố anh đá? Sao đâu? Không có người này sẽ có người khác. Không yêu người này yêu người khác có gì đâu. Like TikTok chúng nó toxic mãi. Nghiêm túc làm gì? Ừ thì đúng mà. Cái đợt mà nửa năm trước em like á
là cũng nghiêm túc rồi, nhưng mà thề comment toxic lắm. Mọi người còn nhớ cái thời mà hot thuốc hồi trinh không? Thế bây giờ tôi ngồi tôi like một tiếng đồng hồ mà nó phải rơi vào khoảng 30 cái comment liên tục thuốc hồi trinh, chị bán thuốc hồi trinh không? Chẳng lẽ mẹ ngồi bảo trinh trinh mà mẹ mày. Tôi không được chủ ý. Nhưng mà thề khó chịu lắm, không có tiểu toàn cấp 2 ấy. Toàn bọn cấp 2 ấy. Lớn ngỡ có cả cấp 1. Áp lực lắm ấy. Đợt đấy mình cũng chán chán, mình chẳng like bên này nữa, mình tập trung những cái app khác. Xong rồi sang bên này thấy các bạn chịu khó đi PK vãi. Mỗi mình mẹ idol lời thối à, chả đi PK bao giờ. Nếu mà từ đầu tháng giờ tính ra like được 2 tuần rồi. Chứ chưa đi PK. Giống chưa? Úi xồi úi đâu xem nào. Má mày lấy cái ảnh mạng ở đâu đúng không? Mày đừng có nghĩ là tao mê trai mà để những cái ảnh đấy làm lu mờ được tao. Không, không giống. Nhìn anh sắp sửa giống bố em rồi. Hoặc là nhìn bạn giống bố tớ. Nó không giống người yêu tớ rồi. Hello anh boy. Vừa thấy lượn ở bên kia xong lại đã chạy sang bên này rồi. Ơ đúng mà, chuẩn luôn. Tôi nhớ cái đợt đấy tôi đi PK nha, giúp tôi đông lắm. Rồi hôm đấy cũng phải lên được 300-400 mắt. Tôi PK một phát đi hết luôn. Xong rồi tôi là cái kiểu tôi bị xấu hổ, tôi không dám xin lên quà đâu. Tôi toàn ngồi ôi mọi người ơi cứu em chưa thắng bao giờ hết. Mọi người cứu em, mọi người ơi, mọi người ơi cứu em. Cái đéo ai cứu, quê thế mẹ luôn. Bên Zoom nhà người ta lên gần nghìn, mình lên đúng mấy chục. Khá nó tức. Thế cậu nhìn tớ giống người yêu cậu không? Thôi các ông ạ, các ông đừng hỏi tôi giống người yêu tôi không, tôi chịu. Giống hay không, tôi làm sao tôi biết được. Đừng nhắc đến yêu đương làm gì hết. Đừng nhắc đến yêu đương với con mít này làm gì hết. Trái tim này hóa đá rồi. Làm bồ mới anh nhé em. Dạ thôi em cảm ơn em nhường may mắn đấy cho người khác ạ. Cảm ơn anh. Mít đi tù mà. Cô này xinh quá cô cảm ơn con. Cảm ơn con rất nhiều. Này tại sao buổi tối tôi like nó không tương tác, nó không ổn như buổi chiều nhỉ? Mẹ tối qua ngồi like tầm tiếng vắng vãi nè. Mấy hôm ốm ở nhà xem top top toàn thấy mít. Ôi thế là có duyên rồi đấy. Anh có tin vào cái duyên không? Đấy là có duyên anh mới gặp em đấy. Bởi vì giữa cả nghìn idol like mà anh vẫn gặp em, thế là chúng mình có duyên rồi đấy. Chết rồi, lại bắt đầu. Lại bắt đầu rồi. Quảng Ninh à chị không? Chị ở Tuyên Quang. Chị ở ngoài Bắc. À quên, chị ở Tuyên Quang. Tuyên Quang gần Hà Nội. Đúng, có duyên đấy. Nếu mà nhá, lượn khoảng 10 lần mà gặp mít khoảng đâu đấy 3-4 lần thôi là đã có duyên rồi. Duyên đấy. Mình có duyên rồi, cho hay vay 20k đi. Vay hèn đấy, vay tầm 200 đi. Sao vay có 20.000? Mình nói thế thôi, mình không cho vay đâu. Nhưng mà có vay thì vay cao lên. Bây giờ 20.000 tôi còn cho được ấy chứ, vay 20.000. Vay cao lên, đằng nào cũng không cho vay thì cứ xin vay tầm khoảng 200, 1 triệu, 20 triệu gì đấy. Đằng nào cũng thế. Duyên âm. Bậy rồi, lại bậy. Tôi vừa kết thúc câu chuyện duyên âm xong các ông lại nhắc về duyên âm. Hay thật. Mít cho vay 10k đi. Không. Không. Ê cái nói cái vay tiền, cái lại thi nhau vay tiền. Kỳ ghê. Các ông donate quà tôi xong rồi tôi rút tiền quà về xong rồi tôi cho vay. Tao tắt TikTok đi, bật lại 4-5 lần, cả 4-5 lần gặp Mít luôn. Lắm duyên quá nhở. Mình không thể thả chính nữa rồi. Đạo này vốn ngôn từ hạn hẹp. Bây giờ chỉ có đi chửi nhau là mồm nhát hay thôi. Mít không đi học à? Em không. Em line up sang năm thứ tư rồi.
Nói chung là vẫn thích học lắm, vẫn muốn đi học một cái gì đấy. Nhưng mà chắc là phải hết năm nay, sang năm sẽ xuống Hà Nội đi học. Thank you Minh. Uầy, quà tặng đầu tiên luôn á. Uầy, thật vinh dự nếu như món quà đầu tiên này là Minh tặng cho tớ, hoặc là anh tặng cho em. Thank you nhá. Uầy, công nghiệp quá, công nghiệp vãi. Học Anh văn đi nhé. Tiếng Anh á, em còn đang muốn học cả tiếng Trung này này.